em à? Anh chờ trong công viên này lâu lắm rồi. Đúng rồi, ở giữa công viên cái đám màu nâu ấy. Có gì mà không nhận ra, em cứ vào trong công viên nhá. Thấy ai đẹp trai mặc nguyên một cây đen với cả đeo cái xích chó, quên, anh nhầm, đeo cái dây vàng to như cái xích chó ấy, chính là ai. Thế thôi nhá, nhớ nhá, ba chi tiết: đẹp trai, cây đen và đeo dây vàng to như xích chó. Rồi đến thì gọi nhá. Em, không biết anh có phải là Trung Uầy? Sao lại Trung Uầy? Thấy bụng anh là Trung Ruồi. Thế còn em là Hoa Mai Giang Liễu? Vâng, chính là em đây. Ôi giời ơi Gấm, người đã đẹp rồi tên lại còn mỹ miều nữa. Này, tên của em biết là anh liên tưởng đến cái gì không? À, thôi, em bảo này, đứng đây chờ anh một tí nhá. Vâng. Anh lau sạch rồi đấy, em ngồi đi. Không ngờ bên ngoài nhìn anh còn đẹp trai hơn cả trên mạng ý. Đẹp trai là cái chuyện quá bình thường. Bây giờ là anh đỡ nhiều rồi đấy. Ngày mới đẻ nhá, anh còn đẹp trai cực kỳ luôn. Đó. Đã đẹp trai lại còn giàu có nữa chứ. Đeo cái xích này dễ phải lên đến vài trăm cây vàng chứ chẳng ít đấy nhở. Quên. Tại anh có cái thói quen là cứ rất hay tát những người nói không đúng sự thật. Cái này vài trăm cây thế nào? Lúc phải lên đến cả rừng cây ấy. Mà chưa hết đâu. Dây vàng ăn thua gì. Ở nhà nhá, anh chỉ nuôi chơi thôi 50 con sư tử, con nào anh cũng cho đeo một cái dây vàng tùm. Cái dây nhỏ nhất anh mang anh đi đeo cho đỡ mỏi cổ đấy. Còn cái loại báo đốm mà nhàng nhàng á, anh nuôi 2 đàn, mỗi con phải mấy chục triệu đô, em hiểu không? Tiền của anh không quan trọng. Cái này là anh đeo cho nó vui. Nuôi sư tử, báo hoa, lại còn đeo vòng vàng nữa. Ui, trời ơi, Ruồi công tử. Ôi giời, anh ơi, cậu lành nghe quét rồi. Cô, con cảm ơn cô. Lời nguyện cầu gặp đại gia con bây giờ đã thành hiện thực rồi. Con cảm ơn Bồ Tát. À em ơi, anh bảo đây. Dạ. Em có đói không? Hơi ạ. Anh cũng đang hơi đói. Hay là anh mời em ăn nhá. Anh mời em ăn gì ạ? Đây, chờ anh tí. Úi giời, vãi hết cả da của anh này. Hạt mít em ạ. Để anh phủi sạch ấy. Này, há mồm ra anh đút cho. Đại gia mà đi ăn hạt mít á? Em nói thái độ gì đấy? Cái này nó không phải là hạt mít bình thường đâu. Nó là hạt mít Canada đấy. Nó được nhập khẩu về Ai Cập, sau đó chan bót qua Ả Rập, rồi nhập về Hy Lạp, sau đó mới cập bến đến Việt Nam. Cũng chính vì thế nên nó rơi cái anh tiếc anh phải nhặt lên đây này. Thôi được rồi, há mồm ra anh đút cho. Đây không phải là cái loại hạt mít gây mất đoàn kết nội bộ đâu. Nào, há miệng ra anh đút cho nào. Ok, ngon cực, đừng có tiếc. Ngon thân nó. Ăn cái này mà hình ảnh của tuổi thơ nó cứ ùa về em ạ. Tuổi thơ anh bông chốc thu bé lại vừa bằng một hạt mít. Cầm mồm, mau cởi vòng vàng ra. Em cứ đùa sao? Tao không đùa, mày nhìn mặt tao giống đùa lắm à? Tao không đùa nữa rồi. Bây giờ mày có cởi không? Có cởi. Em có xuống phủ gặp ông bà không phải hả? Có, anh cởi đây nhưng mà nhẹ thôi, như là nhanh. Hình như là nó mát mát rồi. Đây em gửi chị. Em về đi. Mày cởi cả dây, cả bộ của quần áo này nữa. Dạ. Tao đếm từ 1 đến 5 mà mày không cởi là tao xẻo. Ôi giời, tôi nói là em cởi luôn đi, đừng có xẻo em. 1. Rồi mà. 2. Ôi thì đếm chậm thôi, em đang làm việc cởi rồi đếm làm gì nữa. Ui chị ơi, thế này lạnh chết ạ. Thôi đây, quần đây. Cho em xin cái điện thoại em về đây. Đứng lại. Dạ. Mày nghĩ tao ngu à? Ngu gì ạ? Để điện thoại xuống. Ôi thôi, điện thoại bao nhiêu công việc của em ở trong này. Mày có để không? Nhanh. Đấy, em để ở đấy. Mày biết điều ấy nhỉ? Không thì tối nay tha hồ mà gặm 2 hạt nhá. Ê, làm nào? Tha hồ mà ăn cả đêm nhá. Tha hồ mà trở về tuổi thơ con nhá.
quen ơi, em có lỗi với các anh.